Hello, xin chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh của Sơn Mai Vlog nha. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Huyền Đời Vlog nha. Cả nhà, thì hiện bây giờ mình đang chuẩn bị quay lại cái ngôi nhà mà con quỷ áo trắng đó mọi người. Thì cả nhà thì hiện bây giờ thì anh em mình đang ở ngồi ở cửa. Thì cả nhà cũng biết ở tập trước anh em mình coi như là cúng kiến mà ngồi ở đó luôn. Thì cái bông mình xuất hiện. Và cái bông này nói chung là cũng dữ lắm nha cả nhà, chứ không phải hiền đâu. Lần trước xém nữa bị nó đẩy vô cái thau lửa cháy luôn hai thằng. Ở trên nhà cứ động. Thì cả nhà thì cái vong quỷ này thật sự anh em mình đang cố gắng thuyết phục để có thể giao tiếp tiếp cận và có thể giúp được cái vong linh này. Thì cả nhà thì hôm nay mình bị viêm họng. Bây giờ nhìn nó mình nói chuyện da nó cũng không có được rõ nữa cả nhà, vừa bị nghẹt mũi mà viêm họng nữa. Giống như hôm trước rồi quay mấy ông già vậy có hết xì hoài luôn. Thì cả nhà thì anh em mình hôm nay thì cũng không có nói nhiều nữa, tại vì mình viêm họng rồi. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà đi chung với anh em mình vào đó nha. Ok rồi, đi thôi mọi người. Thì ok cả nhà, anh em mình xin mời cả nhà cùng đi nha. Đèn điện thì bật lên bật xuống, bật lên bật xuống và tiếng động rất là nhiều luôn. Giờ nghe tiếng động lớn. Nhà tối thui. Vô trong á. Chưa có thôi à? Gì? Lỗ xíu xíu. Chưa có thôi à? Lỗ nguyên nghe. Cái cục gì điện thui lủi đó chạy? Cái chùm dây á. Cái chùm dây á. Nó có dây chùm tóc. Nó có tiếng động nữa cái gì. Nó là cái nhà cái người nặng luôn. Hồi quá. Rồi cái chùm này nãy giờ mình từ xa thấy cục. Cái gì? Mới đứng đó á. Nó đứng đó kìa. Còn không? Tôi đi vô á. Quái tôi lo anh chị không? Tôi quay chúng nó tôi hay luôn. Lo cái cục đen nè. Gì? Cái màn nó lại giống kìa. Cái màn mới xuất hiện đúng như cái màn không? Làm cái quái gì mà rầm rầm dữ ta.
vậy cho anh luôn. Còn dữ lắm á. Ủa chúng rồi, mới đến chúng ta rồi. Giật mình bả chữ thiệt. Bởi được, mình giống một cái bông như nổi. Thấy rồi. Ngồi dẫn nữa, bà cộng này vô quách nó đi. Tao từ la quất cho bể đầu luôn đó nha. Vậy. Thấy không? Ê. 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 Ăn đi. Đúng rồi. Em mới chạy vô thấy nó luôn mà. Mà giờ cũng vừa đi vô gặp nó tới bệnh viện nghiêm cấp bị té cái đầu luôn. Mới vô anh đi vô quay qua vậy không thấy nó nè. Tới nãy anh quay sát cái vách này à, có thấy nó. Thấy vô thấy nó chụp mình liền rồi. Quải thì chứ. Khi anh em mà thấy nó thì nó lại chụp anh em mình luôn. Nó và anh em mình khi hồi nãy ra bên ngoài thì nó lại xuất hiện bên trong. Lúc nãy anh vô á là anh vừa quơ cái cam qua vậy nè. Vừa quơ cái cam qua vậy là vừa thấy nó là anh nhậu nó chụp đè anh luôn. Em nó chạy vô có giúp anh vừa thấy nó chụp anh luôn. Tiếng gì vậy? Ê mở TV. Tiếng TV, TV nha. Tiếng TV mở. Thank you.
Ê, mới lú ra đó. Ê, nó lú ra. Lúc em đứng đó, anh đứng ngoài là thấy nó ló đầu. Gì? Ló đầu ra vậy nè. Ló đầu ra giờ em thấy mình nhưng mà rồi. Vô vô, vô đây không thấy nè. Chó nó xuống ngoài ta. Mà cái tivi gì đâu có ghim chui mà sao ủn 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 ta. Lạ lùng quá. Cục gì đây trời, cục gì đen thù lùi đây. Cái đầu vẫn nổi. Bọc dây nổi. Làm gì mà cục đen thù còn cho. Đây những cái đầu ta đó. Tức cái màn này đóng đinh đây chứ à. Đâu mà chó sủa hoài ta. Mới đi ra chó tự quạt luôn cả nhà. Quạt này tự nhiên quạt nữa. Giờ không vô cũng vô. Lấy cái này.
Thấy nè. Không. Tôi có nửa bài quá. Nói chung thì nhìn vô không thấy, nhưng cũng động vẫn có rồi. Để em dòm trên cam có thấy không? Tại ạ. Đứng đây đây. Mở nắm này. Quýnh này nhìn nó buông tay. Đổ quýt bệnh. Cái vô nếu mà không có mình đi chấm mình đặt cam với chổng luôn. Thì mình cầm cái cây chổi đó cả nhà, mình đập nó không trúng. Đập trúng luôn cái cây bịch bịch luôn mà nó không buông không buông. Không thấy gì đâu. Bởi vì có thấy gì đâu. Cái trong này có bao nhiêu đây chứ nào đâu nữa nữa không ai. Gì cái đèn nó muốn ngã rồi. Ngã. Trời ơi, cây chổi ngã vớt vào đây làm hết hồn. Cái tắt nó bị mát á. Hơi cháy luôn, nổ luôn. Hoàng tự nhiên quay nó ấy thiệt chứ. Chuyển cái màu này. Đó, cả nhà thấy không? Cái khu vực này nó có bơi lớn à. Mà khi anh em mình đi vô đây thì quay thì không thấy gì chứ. Thì không hiểu tại sao. Mà khi anh em mình vừa yêu bước ra ngoài lại ở bên ngoài lại có tiếng động bên trong. Chứ anh em mình vừa bước vô trong đây á thì cũng thấy. Ra ngoài lại trong này có tiếng động. Mà khi vô quay vòng vòng thì không thấy gì hết. Đấu tranh với con con quỷ này rất là nhiều lần. Nhưng mà gì? Không biết là nó lúc ẩn lúc hiện mà nay mình không có thể nào bắt được. Rồi nó có lúc nó xuất hiện ra. Nó xuất hiện ra bắt thình lình nó nắm hai anh em mình kéo hai anh em mình luôn. Mà nãy nắm em quýnh tôi bịch bịch. Quý cái chỗ bịch 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 mà nó không sợ luôn á. Thì ok nha, bây giờ anh em mình sẽ đặt cam mà cũng kiếm tại đây. Hy vọng mà nó sẽ hiểu được và có thể cho anh em giúp giao tiếp với nha. Thì ok, thì bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng cái nha. Ok, ok nha. Thì hôm nay anh em mình tại lần trước á, là anh em mình đặt cam ở góc ngoài quay vô. Thì bên trong này với chú chị mình đôi khi cũng không có thấy nhiều cái góc ở trong này. Đó thì hôm nay anh em mình đặt một cam phía bên này, một cam phía đó người thấy không? Là hai cam, một cam quay góc rồi về vô đó đó. Thì ở cái video lần trước á, thì cả nhà có nhiều ý kiến là muốn anh em mình đặt thêm cái cam bên trong này để cho xem rõ được cái góc bên trong này luôn. Thì hôm nay hai anh em mình đã chuẩn bị một cái ở bên ngoài, một cái bên trong để cho quý cô chú anh chị mình xem cho rõ. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu tính tiếng luôn rồi. Tại vì trời mưa. Tại vì cả nhà hầu như là có rất là nhiều cái ý kiến nói anh em mình không đặt ở góc bên trong này cho quý cô chú anh chị thấy
là nói là ở để cho một cái vong linh là ở núp ở bên trong này hay đó. Thì hôm nay chứng minh anh em mình để thêm một cái cam bên trong này để cho quý cô chú anh chị mình thấy rõ. Xin lỗi mọi người, không thể nhìn thấy có cái cam đang hoạt động rồi, thấy không? Nó đang chớp đèn đang quay. Thứ này. Nó bây giờ anh em mình đang nghe tiếng động rồi. Mà nếu mà vong linh xuất hiện hay không là cái cam đó nó không gặp đó. Tại vì cái này đó ra hàng nó rất là tối, nên mình đâu khi nhìn nào đó thì cũng thấy nhưng mà mờ mờ thôi, không có thấy kỹ. Cái tiếng động nữa. Thì hôm nay thì mình đến đây mình cũng quên rồi, cũng có rất là nhiều cô chú anh chị khuyên anh em mình đến đây là không có nên cúng nữa, mà khi nãy giờ anh em mình quên giờ cúng là lỡ cúng rồi. Bây giờ nếu không cúng thì sao vụ nữa. Thì thật sự đôi khi á cúng kiến chỉ là một cái phần để cho vong linh hồn xuất hiện. Nếu mà anh em mình đến đây không cúng á thì lại có một số bạn cùng em nói là anh em mình đến những nơi linh thiêng, những nơi có vong linh mà không chí chí đến phá người ta, hoặc là nói chung là chỉ phá mà không chí kiến mọi người, nó cũng trái chiều lắm. Anh em mình đôi khi cũng có nhiều phần khó xử lắm đó nha. Thì nhà thường thường là cúng nhiều khi những cái vong dữ họ đến họ hội nhang thì cái linh lực của họ sẽ mạnh. Thì cũng có rất nhiều quý cô chú anh chị là cũng muốn tốt cho anh em mình, là khuyên anh em mình gặp những cái vong dữ thì đừng có nên cúng. Nhưng mà từ trước tới giờ anh em mình cũng thường là như vậy, là anh em mình đều cúng hết ra. Không cúng thì bị đói. Không cúng thì bị đói, sao mà hai mày thôi đến đó mà không cúng kiến cho người ta, người ta dặn ta này nổi mình phải rồi. Mà đôi khi cúng thì lại nói là cúng cho nó thì nó mạnh lên, thì nó lại hại anh em mình. Thật sự đó là một cái sự trái chiều giữa một số anh chị quan tâm, một số theo ý kiến riêng của họ. Thì thật sự anh em mình cũng muốn làm thế nào thì vừa bụng. Ok, thì anh em mình vẫn làm theo ý của anh em mình từ trước tới bây giờ thôi cả nhà. Thì nhiều ý kiến nào hay thì anh em mình tiếp nhận. Còn những cái ý kiến mà anh em mình cảm thấy không hay thì anh em mình bỏ qua. Thì cũng rất là mong những cái ý kiến của quý cô chú anh chị đều được anh em mình, nếu mà hay thì anh em mình sẽ áp dụng, còn không hay thì anh em mình bỏ qua. Xin quý cô chú anh chị mình đừng có buồn nha. Ok nha, thì nãy giờ anh em mình nói chuyện thì tiếng đậm đa phần rất là nhiều, nhưng mà tại vì anh em mình đang nói chuyện nên cũng bỏ ngoài tai những đậm luôn. Nghe tiếng gì sọt 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 đây. Mà đặc biệt hôm nay thấy con chó ở đâu nó sủa hoài nè. Không mấy chứ đâu có con chó. Hôm nay nó sủa đâu mà. Trời mưa luôn đó nha. Cũng chắc là mai anh em mình ở trên bên trong căn nhà cũng sao. Nó ướt. Phải mưa không kỳ vậy? Mưa. Sự bình thường á, không có mưa thì anh em mình có thể nghe và lắng nghe thật là rất là chấn động. Nhưng mà trời mưa xuống thì đa phần thì nghe tiếng nghe mưa rất là thiết luôn mọi người. Sao có nhìn thấy gì không? Thấy gì đâu. Trời cũng lỏng vậy hả? Cũng lỏng. Anh nhớ cái tập mà thì nãy giờ mình nhà quan này không? Mình quan sát bên trong cái cam này mình thấy không thấy gì chứ nè. Là cái cam trong này thì anh em ngủ này thấy nó rõ ràng, không thấy ở ngoài đi vô. Nhưng mà cái cam đặc biệt cam ngoài quay vô thì không thấy gì hết. Vậy mà nói. Bởi vậy.
cái bông xuống. Biến gì vậy? Cái cam này đâu thấy đâu. Thấy à? Không.
Dội cánh này rồi dội vô góc này nè, bởi vậy mà khi nào để nó xuất hiện nó uống đỡ nó cầm vậy đưa ra nó sợ. Mới nãy nghe động vậy em chú. Có tiếng động này càng càng lớn. Mà do trời mưa quá lớn nên nghe không kỹ. Không thấy gì chứ. Hiện tại có nó che cam không ta? Như là chứ mà đặt ở ngoài quay vô nó cũng bị không thấy. Nếu cái cam này thấy nè, cam này thấy nè. Cái cam này nè. Chắc có lẽ là thấy nhưng không biết cái cam này á tại tại giờ tại vì á chúng ta đã bao giờ đó anh em mình cũng ít để ý đó mọi người. Thì quýnh một phát thì sợ luôn. Tiếng giống tiếng đi trên. Mới giống như tiếng đi lên trên. Hay là trên đi xuống biết. Quái quýnh chúng nó và anh em thấy cái mặt nửa ra đó rồi mắt thì nãy giờ anh em chỉ nghe cái động thôi và hầu như là không thấy xuất hiện nữa nè. Thì bây giờ á hai anh em mình ngồi đây một chút nữa, nếu mà cái bông linh này không xuất hiện nữa thì chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc clip. Bây giờ đợi xem chính xác chính xác được không, được không? Tại vì hôm nay á, là hầu như cái bông này càng lúc càng dữ. Thì anh em mình nói chung là bắt quái vẫn đem theo hàng ngày, nhưng mà có một cái là tùy lúc, chứ không phải lúc nào anh em cũng sử dụng đến nha.
có tiếng động. Văng nữa rồi. Cái vòng này nó lì thôi. Thì mới xuất hiện nữa cả nhà. Hai anh em mình đánh cái văng cái đó nữa. Cái cam nó bắt được á. Không biết nữa. Cấp này thì nhìn cũng thấy nè. Không thấy à? Cấp này nhìn cũng thấy. Hồi nãy lúc hồi nãy mới xuất hiện mới thấy không thôi. Nếu vong linh trong ngôi nhà này á mà muốn ai chúng tôi giúp đỡ á thì hãy xuất hiện ra và có một thái độ gì đó cho nên tôi biết là vong muốn chúng ta giúp đỡ. Còn vong mà cứ xuất hiện ra mà muốn chịu hại nên tôi thì nên tôi quýnh không nương tay. Nếu mà vong có bị như thế nào đó thì anh tôi không quan tâm giúp đỡ nha. Thấy gì? Thấy phải nghe tiếng động mà cái cam này thấy ở đó xuất hiện ở đó thì mình không nói đi, còn có tiếng động mà không thấy xuất hiện nè. Bởi vậy nói hiện nay thì bông này thì anh em mình đã rút trúng 2 lần rồi và hầu như không có xuất hiện nữa và chỉ có những tiếng động thôi. Thì bây giờ trời cũng đã bớt mưa rồi thì chắc có lẽ bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video và đi về. Chứ bây giờ nếu mà ở lại hoài thì mưa lớn anh em về không được. Thì cái nhà với lại hồi nãy thì do sức khỏe mình không tốt
xong rồi bị cái vong đánh một cái nữa. Hồi nãy là mình tưởng đâu là mình chết luôn rồi đó. Thì mình không có thở được. Là yếu không? Mình thì bị nó quấn trúng và kiểu như muốn đi luôn. Ngạt thở luôn, không thở được luôn. Thì có lẽ anh em mình xin kết thúc video và hẹn cả nhà mình ở tập sau nha. Hồi lúc hồi nãy á, lúc nãy em vỗ trên lưng anh, lúc đó tự nhiên mới thở được. Nó thâm đường thở. Ngạt luôn. Lên như bị thâm cái đường hơi thở. Thì thật sự nhiều trường hợp anh em mình đôi khi cũng rất là may trong những trường hợp mà mình không có thể nào biết trước được. Thì cả nhà thì đến đây thì chắc có lẽ anh em mình xin phép kết thúc clip tại đây. Thì cuối clip thì anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe cả nhà ơi. Ok, nếu chú chị mình quý thì nhớ nhấn nút like và đăng ký cho ủng hộ anh em mình nha. Để xem phần tiếp theo anh em mình sẽ làm gì với cái vong này và vong này có được anh em giúp đỡ hay không nha. Chào cả nhà. Yeah.